Chấn động, Hào Nam không phải tử vong do ngạt khí, công bố nguyên nhân khiến dư luận rùng mình. Hãng thông tấn Pháp AFP mô tả, hàng trăm nhân viên cứu hộ ở Việt Nam đã chiến đấu để giải cứu một cậu bé 10 tuổi bị rơi xuống hố sâu 35 mét tại một công trường xây dựng cách đây 2 ngày. Cậu bé tên Thái Lý Hạo Nam rơi xuống trục của một cục bê tông rỗng có đường kính chỉ rộng 25cm trong khi tìm kiếm sát vụn, một nhân viên cứu hộ nói với AFP qua điện thoại. Người ta nghe thấy cậu bé kêu cứu ngay sau khi rơi xuống ống trụ bê tông vào sáng thứ Bảy, nhưng cậu bé đã không phản ứng với lực lượng cứu hộ vào thứ Hai. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, hiện chưa thể nói rõ tình trạng của cậu bé, người cứu hộ nói với AFP. Theo thông tin từ báo chí, lực lượng cứu hộ đã thử khoan và làm mềm đất xung quanh để cố gắng kéo cây cột lên cứu em Nam. AFP nêu, ngay sau đó Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có yêu cầu lực lượng cứu hộ, các bộ ngành nỗ lực cùng với chính quyền địa phương để cứu cậu bé. Kênh truyền hình NBC News của Mỹ dẫn lại video của đài truyền hình Việt Nam nói về nỗ lực giải cứu của các lực lượng cứu hộ. Báo The Straits Times của Singapore cho biết, các lực lượng chức năng Việt Nam vẫn đang chạy đua với thời gian để giải cứu Thái Lý Hạo Nam bị mắc kẹt trong ống bê tông ở tỉnh Đồng Tháp. Các thiết bị cứu hộ như máy xúc, cần cẩu và máy khoan đã được triển khai. Lực lượng cứu hộ đang làm mềm và loại bỏ bùn và nước để giảm áp lực xung quanh cột bê tông trước khi đưa nó lên. Các bình oxy cũng đã được đưa tới hiện trường để giúp cậu bé thở. Các chiến sĩ quân đội và chuyên gia kỹ thuật đã được huy động, cố gắng giải thoát cậu bé. Lực lượng cứu hộ hy vọng sẽ nâng được cây cột rỗng ra khỏi hố sâu 35 mét và đưa cậu bé ra ngoài. Mặc dù sau khi bị mắc kẹt bên trong 4 ngày, không rõ liệu cậu bé còn sống hay không. CNN cho biết các nhân chứng nghe thấy nạn nhân kêu cứu ngay sau khi bị lọt xuống trụ bê tông. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ đã không nhận được phản hồi nào từ cậu bé trong suốt quá trình cứu hộ, thậm chí kể cả khi họ hạ camera xuống để cố gắng xác định vị trí của nạn nhân trong trụ bê tông. Tai nạn xảy ra tại một công trường xây dựng cầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long khi cậu bé đang cùng bạn bè nhặt sát vụn. Hãng thông tấn Yonhap News của Hàn Quốc đã đưa tin về hoạt động giải cứu cậu bé Thái Lý Hạo Nam bị mắc kẹt trong cột bê tông tại công trường xây dựng ở tỉnh Đồng Tháp. Các nhà chức trách Việt Nam đang tiến hành rất nhiều hoạt động cứu hộ để giải cứu cậu bé. Hiện tình hình sức khỏe của cậu bé vẫn chưa được xác nhận. Hãng thông tấn Morocco cũng đưa tin về vụ việc ở Việt Nam và nhắc lại về một trường hợp tương tự từng xảy ra tại Morocco cách đây đúng một năm. Vào ngày 1 tháng 2, 2022, Ryan, 5 tuổi, đã rơi xuống một cái giếng bỏ hoang dài 32 mét ở vùng nông thôn. Sau 5 ngày nỗ lực giải cứu không mệt mỏi, cậu bé 5 tuổi đã không may qua đời ngay sau khi được cứu lên khỏi giếng.